hễ cứ buôn bán tại khu vực chợ tự phát này thì đều phải nộp tiền bảo kê cho băng nhóm Loan Cá. Nhìn mặt thu tiền, các đối tượng thu theo ngày hoặc thu theo tháng. Mỗi tiểu thương ở đây nhỏ nhỏ đóng nha, bà con bán rong đây nè, phải đóng hết 400, bao gồm cả tiền rác. Miễn cứ bán là có trả tiền, chứ không cần thiết là mình bán là ta lấy tiền gì cợi người ta. Thế thì em đóng tiền đây là em đóng tiền cho ai? Cho bà Dung á. Cứ bán góp đóng 10 ngàn, còn mướn tháng thì 500 ngàn đó, ai làm sao làm. Nó là thu tiền rác rồi thì đóng rồi, thấy ai cũng đóng vậy. Theo những người buôn bán ở đây, Nhung cùng hơn một chục đối tượng khác thu tiền bảo kê mà chúng gọi là tiền rác. Sau đó nộp cho bà Trùm với biệt danh Loan Cá, có trụ sở là nhà trông giữ xe đối diện công ty Trang Xin. Chưa hết, chúng còn mở rộng địa bàn bằng cách phân lô vỉa hè, đặt những tấm pallet, viết tên nhận chỗ như thế này. Những ai mà mua bán thì nó sẽ tới là nó lấy tiền, nó thâu tiền. Rẻ nhất là 500. Đó, còn mà cao nhất là từng triệu, 2 triệu, 3 triệu vô. Nói chung là vô giá. Thì nó dặn, nó nói là nếu mà công an có hỏi là nó thâu tiền rác. Đòi tiền người ta không có tiền, cái đầu cái ông xưa hoài nó kiếm chuyện, nó quýnh người ta, giờ nó ép buộc người ta phải mượn nợ rồi nọ. Và đây là hình ảnh đàn em của Loan Cá ra tay chửi đánh người buôn bán ngay giữa chợ vì chậm nộp tiền hoặc không nộp. Chúng đi thu cái tiền dưới danh nghĩa là thu tiền rác, nhưng mà thực tế là cái đối tượng này là không có cái chức năng để mà thu tiền rác, mà hàng ngày là chúng đi thu tiền 5.000, 10.000, 15.000 đó, thì đó có chỗ là có người đóng cả 1 triệu một tháng cơ. Và đây nữa là hình ảnh băng nhóm Loan Cá hàng ngày đi thu tiền của người buôn bán ở chợ tự phát. Theo công an tỉnh Đồng Nai, băng nhóm Loan Cá có hơn 20 đối tượng, hoạt động ở 3 mảng chính là thu tiền bảo kê của các tiểu thương, đánh bạc bằng hình thức ghi số đề và cho vay lãi nặng. Nhóm đối tượng này đến thời điểm hiện tại bây giờ xác định là chúng khá là nguy hiểm, nó phức tạp và nguy hiểm, số lượng đối tượng đông. Và đến thời điểm này với số lượng chúng tôi bắt như là báo chí đăng ấy, thì đó chưa phải dừng lại ở đó, mà chúng tôi sẽ mở rộng bắt cho đến cùng các đối tượng đàn em nó đã trốn. Đối tượng Loan Cá cầm đầu này là nó có một cái thủ đoạn rất là quỷ quyệt, nó có đi vào bệnh viện tâm thần để nó đăng ký khám bệnh, nó lấy thuốc, nó đã trao đổi sắp xếp cái chuyện đó sẵn rồi. Thì hiện tại bây giờ là theo tôi biết là nó đã có cái hồ sơ trong bệnh viện tâm thần đó. Cũng theo công an tỉnh Đồng Nai, băng nhóm Loan Cá còn hoạt động bảo kê ở khu vực công ty Pauchen, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa. Hôm qua, đối tượng Tuấn Cá, chồng của Loan Cá cũng đã bị bắt.